các nhà lãnh đạo nhóm các nước phát triển công nghiệp, các nhóm các công nghiệp phát triển G7 đã tái khẳng định cam kết hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Dự thảo tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh G7 tại Italia, nơi các nhà lãnh đạo G7 nhất trí cấp cho Ukraine khoản vay mới trị giá 50 tỷ đô la Mỹ, cho biết nhóm cam kết hỗ trợ quân sự cho Kiev và công cuộc tái thiết lập nước này trong dài hạn. Dự thảo thì nêu rõ G7 có ý định cung cấp cho Ukraine nguồn tài chính sẽ được hoàn trả bằng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga tại Liên minh châu Âu. Cũng theo dự thảo tuyên bố, khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine sẽ giải ngân thông qua nhiều kênh khác nhau để hỗ trợ các nhu cầu về quân sự, ngân sách và tái thiết lập ở quốc gia Đông Âu này. Quá trình giải ngân sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật cũng như pháp lý của từng quốc gia trong G7. Các nhà lãnh đạo G7 đã chỉ thị cho bộ trưởng và quan chức bắt đầu làm việc về mặt kỹ thuật để triển khai cung cấp viện trợ cho Ukraine trước cuối năm nay. Hôm nay thì hội nghị bước sang ngày làm việc cuối cùng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 13 tháng 6 cho biết Moscow, Moscow coi những nỗ lực của phương Tây nhằm lấy thu thập từ tài sản bị phong tỏa của nước này là phạm tội, đồng thời cảnh báo đòn đáp trả của Nga sẽ rất đau đớn. Ngoại trưởng Australia Penny Wong và thủ hiến bang South Australia Peter Malinauskas đã ra tận sân bay đón Thủ tướng Trung Quốc. Sau Adelaide, dự kiến trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ thăm thủ đô Canberra và bang khai thác mỏ Western Australia. Chuyến thăm Australia của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhằm mục đích tăng cường quan hệ thương mại và ngoại giao giữa hai quốc gia. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Cựu Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ cắt giảm hơn nữa mức thuế doanh nghiệp mà ông đã hạ khi còn đương nhiệm, đồng thời giảm thuế cho tầng lớp trung lưu nếu ông thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tại một trung tâm hội nghị ở West Palm Beach, bang Florida, nhân dịp sinh nhật lần thứ 78, cựu Tổng thống Trump, người đang trong cuộc đua tái đấu xít sao với đương kim Tổng thống Joe Biden, không cung cấp thông tin chi tiết. Song khi còn đương chức, ông Trump đã cắt giảm thuế suất doanh nghiệp từ 35% xuống 21% và thực hiện một số khoản giảm thuế khác. Liên quan đến vấn đề nhập cư, coi quan điểm cứng rắn về vấn đề này là trọng tâm trong chính quyền của mình và tuyên bố sẽ hạn chế người di cư trên diện rộng nếu tái đắc cử. Ông Trump một lần nữa chỉ trích những nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm hạn chế dòng người di cư tới Mỹ bất hợp pháp. Ông đồng thời đưa ra những dự đoán về các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai ở Mỹ sau khi lực lượng chức năng nước này gần đây đã bắt giữ 8 người đến từ Tajikistan ở thành phố New York, Los Angeles và Philadelphia, do nghi ngờ họ có liên quan đến tổ chức khủng bố cực đoan IS. Quân đội Mỹ hôm qua thông báo sẽ tạm thời tháo dỡ cảng nổi xây dựng ngoài khơi Gaza và đưa nó trở lại Israel. Đây là lần thứ hai kể từ khi đi vào hoạt động, hệ thống cảng nổi hay còn gọi là cơ sở hậu cần hỗn hợp trên bờ bị tháo dỡ và đưa về cảng Ashdod của Israel. Dẫn một thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM, đài truyền hình CNN đưa tin quyết định di rời tạm thời cảng này được đưa ra do lo ngại tình hình biển động trong một vài ngày tới sẽ làm hư hại cầu cảng này. Một quan chức Mỹ cho biết đây là biện pháp phòng ngừa an toàn. Các hoạt động viện trợ sẽ bị tạm ngừng cho đến khi điều kiện biển cho phép đưa cảng nổi về lại vị trí cũ. Theo CENTCOM, kể từ ngày 17 tháng 5, hơn 3.500 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được chuyển qua cảng nổi do Mỹ xây dựng. Theo một dự thảo tuyên bố công bố ngày 14 tháng 6, G7 sẽ thúc đẩy sáng kiến hệ thống thực phẩm G7 Apulia AFSI, được đặt theo tên vùng miền Nam Italia nơi đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 nhằm vượt qua những rào cản mang tính cấu trúc đối với an ninh lương thực và dinh dưỡng. Sáng kiến này sẽ tập trung vào các quốc gia có thu nhập thấp và hỗ trợ các dự án ở châu Phi, một trong những ưu tiên hàng đầu dưới thời Chủ tịch Luân phiên G7 của Italia trong năm nay. Nhiều nhà lãnh đạo G7 và các đối tác đã rời Italia với kết luận của hội nghị thượng đỉnh G7 được thông qua vào cuối ngày 14 tháng 6. Sang ngày 15 tháng 6, các hoạt động chính của hội nghị là những cuộc gặp song phương giữa các nhà lãnh đạo ở lại và sau đó là cuộc họp báo kết thúc hội nghị của Thủ tướng Italia Giorgia Meloni. Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu Europol thông báo vừa qua triệt phá một đường dây buôn ma túy vào châu Âu, tiến hành thu giữ 8 tấn cocaine. Đường dây buôn ma túy do các đối tượng ở Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất điều khiển, bị Europol triệt phá sau khi thực hiện chiến dịch điều tra và truy bắt trong suốt 3 năm qua. Chiến dịch có sự tham gia của lực lượng cảnh sát từ hàng chục quốc gia, trải dài từ Brazil đến Tây Ban Nha qua Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Europol, giai đoạn cuối cùng của chiến dịch được đánh dấu bằng việc cơ quan bảo vệ dân sự Tây Ban Nha phát hiện 700 kg cocaine trên một chiếc thuyền ngoài khơi quần đảo Canary do các công dân Croatia và Italia điều khiển. Cảnh báo cho biết tổng cộng có 40 đối tượng đã bị bắt giữ ở 6 quốc gia, trong đó có 2 đối tượng cầm đầu mạng lưới người Croatia đã bị bắt vào cuối năm 2023 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đường dây buôn lậu này vận chuyển cocaine từ Nam Mỹ đến các trung tâm hậu cần ở Tây Phi và quần đảo Canary để điều chế. Sau đó ma túy tiếp tục được chuyển đến các địa điểm khác để phân phối khắp châu Âu. Europol cho biết thêm nhiều tài sản của mạng lưới ma túy với tổng giá trị vài chục triệu euro đã bị tịch thu và phong tỏa. Chiều qua, sau cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách hiện ở mức là 0% cho đến 0,1%. Đồng thời, thì BOJ thông báo sẽ cắt giảm hoạt động mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản JGB, nhưng chưa phải ngay lập tức. Cơ quan này cho biết sẽ thu thập ý kiến từ những người tham gia thị trường trước khi quyết định chiến lược chi tiết cho 1-2 năm tới tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 7. Đồng yên lập tức giảm xuống mức 158 yên đổi 1 đô la Mỹ sau thông báo này. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 đến nay. Các thị trường đã dự đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ giảm quy mô mua trái phiếu chính phủ từ mức 6.000 tỷ yên hàng tháng hiện tại xuống còn 5.000 tỷ yên, tức là gần 32 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng nắm giữ khoảng 600.000 tỷ yên trái phiếu chính phủ, chiếm hơn một nửa tổng số trái phiếu đang lưu hành. Điều này sẽ giúp lưu giữ mức lãi suất thấp. Quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản có phần ảm đạm. Theo dữ liệu được sổ đổi được công bố đầu tuần, trong quý 1 năm 2024, nền kinh tế suy giảm 1,8% so với quý trước. Giới chức El Salvador hôm thứ Sáu cho biết, hải quân nước này đã thu giữ 1 tấn cocaine. Lô hàng có giá trị 25 triệu đô la Mỹ được phát hiện trên biển. Việc vận chuyển vào đất liền mất 11 ngày. Liên quan đến vụ việc, 3 người gốc Ecuador đã bị bắt giữ. Tháng trước, hải quân El Salvador đã thu giữ 2,7 tấn ma túy trong 2 chiến dịch truy quét ngoài khơi, giá trị ước tính 70 triệu đô la Mỹ. 6 người bị bắt giữ đến từ Mexico, Colombia và Ecuador. Việc hải quân El Salvador thu giữ lượng ma túy lớn này là một phần trong nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ma túy trên biển. Chính phủ El Salvador đã triển khai chiến dịch truy quét rộng khắp các băng nhóm buôn bán ma túy kể từ khi Tổng thống Nayib Bukele đắc cử vào năm 2019. El Salvador và các quốc gia Trung Mỹ khác được các băng đảng ma túy sử dụng như một trạm trung chuyển ma túy từ Nam Mỹ tới Bắc Mỹ và châu Âu.